Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là động cơ xăng Vicino model 1.7S. Hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Trong thùng máy khi khui ra, chúng ta sẽ thấy có một thân máy, một khóa mở bugi và một chai nhớ tặng kèm. Máy Vicino 1.7S có công suất là 9 HP, tốc độ vòng quay 3600 vòng trên phút, dung tích xi lanh 270cc, sử dụng ga tự động, dung tích bình nhiên liệu là 65 lít, dung tích bình nhớt 1,1 lít, có hệ thống đánh lửa bằng Transito tự tính, khởi động bằng tay, mức tiêu hao nhiên liệu của máy là 2,6 lít/giờ. Trên thân máy ta có thể thấy gồm có trục chạy khởi động, cần ga, khóa xăng, e gió, bên hông thì có bình xăng con, bugi, ống xả, bộ phận lọc gió. Đây là đầu châm nhớt, đầu xả nhớt, trục gắn bu ly. Phía trước ta có thể thấy có công tắc tắt mở, bình nhiên liệu. Động cơ Vicino là động cơ được sản xuất theo công nghệ liên danh Việt Nhật, với ưu điểm có công suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền bỉ cao, giảm ô nhiễm môi trường. Nhưng so với động cơ xăng 2 thì nó có cấu tạo và nguyên lý hoạt động phức tạp hơn, nên giá thành và chi phí sản xuất cao hơn. Động cơ xăng có ứng dụng để chế tạo những chiếc máy cấp điện, máy bơm nước, máy xe đất, máy xịt rửa và nhiều loại máy khác trong nông nghiệp. Với sự ra đời và phát triển của động cơ xăng đã góp phần giải quyết công việc của bà con được nhanh chóng và thuận tiện. Với sự ứng dụng đa năng của nó, người nông dân có thể chế tạo thành rất nhiều chiếc máy với nhiều công dụng và chức năng khác nhau phục vụ cho công việc của mình. Như vậy, tôi đã giới thiệu xong cho các bạn động cơ chạy xăng Vicino 1.7S. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng sản phẩm qua số điện thoại hotline tại thành phố Hồ Chí Minh 0988 397 33. Mọi thắc mắc các bạn để lại comment phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.